Còn về những cái nguyên nhân, đặc biệt là những cái yếu tố nguy cơ của ung thư tuyến tiền liệt là gì thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Lý Hoàng Phong ạ. Và cùng với những cái thắc mắc này thì có câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Lực ở Trà Vinh cũng xin nhờ bác sĩ tư vấn thêm, đó là nguyên nhân gây bệnh và nếu mà điều trị theo phác đồ thì có khỏi bệnh được hay không? Xin mời bác sĩ ạ. Chào bạn xem đài, mình là bác sĩ Lý Hoàng Phong, là trưởng khoa ngoại tổng hợp tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Thì để chia sẻ về cái đề tài ung thư tuyến tiền liệt là một cái đề tài rất là nóng ngày hiện ngày nay, và cái tần suất bệnh thì ngày càng gặp rất là phổ biến. Về cái nguyên nhân cho đến ngày hôm nay thì các nhà khoa học cũng như các cái bác sĩ ở các trung tâm lớn trên thế giới cũng chưa có tìm ra được một cái nguyên nhân chính xác để mà khẳng định đó là cái nguyên nhân để gây ra bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, người ta đã nghiên cứu, có rất là nhiều công trình nghiên cứu thì đã thấy được một số cái yếu tố nó liên quan, nó thường gặp, thường xảy ra mà dễ gây ra cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thì cái thứ nhất là lứa tuổi. Thì cái ung thư tuyến tiền liệt cái thường gặp ở lứa tuổi từ 50 50 trở lên, nhưng mà thường gặp nhiều nhất là từ 55 đến 75 tuổi. Thì trong số tất cả những cái bệnh mà ung thư tuyến tiền liệt đó, thì cái lứa tuổi từ 55 đến 75 tuổi này đó, thì nó gặp khoảng tới 65% số lượng bệnh nhân. Còn dưới 55 tuổi thì ít thôi, khoảng 10% thôi, trong số lượng bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Rồi bên cạnh đó thì có yếu tố về về chủng tộc. Những cái người như là người gốc châu Phi thì người ta đã nghiên cứu là thấy cái tần suất bệnh nó gặp rất là phổ biến. Có thể nói là khoảng 250 người trên 100.000 dân. À, cái số gặp rất là cao. Rồi tiếp theo á, là cái chủng tộc người da trắng, là người châu Âu hoặc người châu Mỹ, thì cái tần suất gặp là khoảng 200 bệnh trên 100.000 dân. Rồi cái tần suất mà ít gặp là người châu Á, người da vàng, thì tần suất gặp khoảng 80-90 bệnh trên 100.000 dân. Nhưng mà tuy nhiên những năm gần đây thì cái số lượng người châu Á này mình nó cũng đã số lượng nó đã tăng lên, có lẽ là thay đổi cái chất lượng cuộc sống. Tiếp theo những yếu tố nguy cơ nữa là yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình mà có một người người anh, người cha hay là ai đó mà một người nam mà bị ung thư tuyến tiền liệt á, thì khả năng những người nam trong gia đình đó là cái khả năng bị ung thư đó là gấp gấp 2 gấp 3 lần so với những người bình thường. Rồi cái thứ tư nó là cái mô mô mà tân tân sinh tân sản của cái tuyến tiền liệt mà nó thường gặp đó, thì nếu mà có cái mô này nó tăng sinh nhiều đó, thì cái tỷ lệ mà gây ung thư đó, có thể nó tăng lên từ 25 đến 50% có khả năng nó tiến triển tới thành ung thư tuyến tiền liệt. Còn một cái yếu tố thứ năm nữa là những yếu tố về khác mà người ta cũng còn đang tranh cãi, bàn luận, là những yếu tố như là béo phì này, rồi viêm nhiễm cái tuyến túi tinh, cái tuyến sinh dục mà kéo dài mà điều trị không hết, thì chính cái viêm nhiễm nó lâu ngày nó cũng gây ra ung thư tuyến tiền liệt. Trên đây là những cái yếu tố nguy cơ cũng như là nguyên nhân mà bệnh gây ra bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Và ngày nay thì với sự tiến bộ của y học rồi thì ung thư tuyến tiền liệt có thể được chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả. Vậy thì xin hỏi bác sĩ Lý Hoàng Phong là cụ thể những cái phương pháp chẩn đoán nào và phương pháp điều trị như thế nào thưa bác sĩ? Xin chào các bạn. Thì như mình biết ngày nay thì khoa học đã tiến bộ rất là nhiều, nhưng mà về căn bản để mình khám và mình chẩn đoán được cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt thì đầu tiên là mình phải hỏi về cái bệnh sử người bệnh, cái triệu chứng lâm sàng. Thì cái tuyến tiền liệt là nó nằm ở ngay cái cổ bàng quang, thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề về đi tiểu, về tiết niệu và ảnh hưởng vấn đề về cái sinh dục. Thì về triệu chứng về tiết niệu thì nó có cái những cái triệu chứng như là những cái hội chứng kích thích bàng quang, tiểu gấp, tiểu nhiều lần, tiểu lắt nhắt, và những cái triệu chứng mà bế tắc giống như là tiểu khó, tiểu gặn, tiểu không hết, tiểu đêm, và những cái triệu chứng mà nó đến muộn thì có thể tiểu máu. Hoặc là nếu mà muộn hơn nữa thì nó có những cái triệu chứng của cái bệnh ung thư nó gây ra, những cái hội chứng nó làm suy mòn cơ thể, đau nhức xương khớp, hoặc là nó phù chân. Thì tiếp theo đó là mình phải thăm khám. Thăm khám thì không thể thiếu cái động tác gọi là thăm khám trực tràng.
để mà mình khám vào cái tuyến tiền liệt. Mình sờ bằng cái ngón tay vào đó thì bình thường cái tuyến tiền liệt của mình nó sẽ cái mật độ nó hơi chắc nhẹ, nhưng mà nó vẫn còn mềm mại. Nhưng mà trong ung thư tuyến tiền liệt thì mình với một cái động tác mình khám vào đó thì nó cái mô đó mình nó cứng. Tùy theo nếu mà giai đoạn đầu nó chỉ bị cứng một điểm, hai điểm nào đó thôi thì cái ung thư nó sẽ xuất phát chỗ đó. Thì mình sẽ cho là mình sẽ làm siêu âm qua ngã trực tràng hoặc là siêu âm qua ngã bụng để mình xác định cái kích thước hoặc là những cái vùng mà nó tiến triển thành ung thư. Rồi sau đó là mình cho xét nghiệm về cái nồng độ PSA trong máu để nếu mà nó cao, nó vượt cái ngưỡng cho phép. Thường là bình thường là từ dưới từ 0 đến 4 nanogram trên ml, thì nếu mà tăng hơn đó thì mình cũng cho làm xét nghiệm như sinh thiết. Thì cái xét nghiệm mà chẩn đoán xác định nhất của nó thì mình chọc kim, mình sinh thiết. Sinh thiết có thể bằng nhiều cách, qua ngã trực tràng hoặc là qua siêu âm, rồi mình đọc cái mô học, nếu mà trả lời kết quả là carcinoma thì ung thư thì cái đó là mình khẳng định để chẩn đoán. Bên cạnh đó mình cho chụp những cái CT, MRI hoặc là xạ hình xương hoặc là chụp những cái kỹ thuật cao như PET CT để mình tầm soát cái những cái di căn hoặc là mình đánh giá về mô học về cái độ xâm lấn hoặc là di căn hạch hoặc là những cái mức độ ung thư nó như thế nào, nó lan tràn như thế nào. Nên từ đó mình mới có cái biện pháp để mình điều trị. Khi đã chẩn đoán xác định là ung thư tuyến tiền liệt rồi mình mới phân độ giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Thì từ đó mình mới cùng với các bác sĩ chuyên khoa có thể mình sẽ hội chẩn để mình đưa ra một cái phác đồ điều trị cho người bệnh và mình giải thích rõ cho người bệnh có những cái phác đồ điều trị. Giống như tùy theo cái lứa tuổi mà vẫn còn trẻ, vẫn còn cái sức sống rồi nó tốt thì mình sẽ, hoặc là cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì mình tiến hành phẫu thuật. Thì phẫu thuật là cắt cái tuyến tiền liệt, là cắt tận gốc, là mình mổ, mình lấy sạch cái tế bào ung thư. Thì nếu như mình nằm ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì mình điều trị có khả năng là hết bệnh hoặc là trên 90% là hết bệnh, khỏi bệnh. Còn nếu mà nó nằm ở những cái giai đoạn 3, giai đoạn 4 hoặc là cái sức khỏe người bệnh nó đã lớn tuổi không cho phép phẫu thuật thì lúc đó mình điều trị chỉ làm giảm nhẹ, giảm sự tiến triển của người bệnh, có thể là hóa trị, xạ trị hoặc là mình hormone điều trị. Thì cái tiên lượng cũng không có tốt bằng cái phương pháp điều trị phẫu thuật. Nhưng mà cái dự hậu cũng do cái bệnh này nó tiến triển chậm cho nên thời gian nó cũng kéo dài, có thể nói là cũng 5-10 năm.